Chào anh em nhé. Hôm nay chúng ta sẽ làm buổi 2 tập lưng và tay trước. Bắt đầu luôn nhé. Bài này sẽ vào cả xô và lưng giữa nhé. Anh em nhớ hãy dùng lực của lưng ép vào kéo nhiều hơn chứ không phải dùng tay kéo nhé. Xong 4 set nóng nóng phần lưng trên thì bài này sẽ làm khỏe phần lưng dưới này. Ở trong tất cả những bài đứng chéo chéo như thế này, ai bị đau lưng thì đứng góc cao lên một tí nhé. Tiếp theo là bài rất hợp cho mấy ông hay bị đau cổ vai gáy này. Tập cái này thì máu sẽ lưu thông tốt hơn, anh em không bị mỏi cổ nữa đâu. Cuối buổi thì anh em làm thêm tí tay. Mình đã làm clip hướng dẫn riêng cho bài rồi đấy. Anh em chỉ cần tập một tuần 4 buổi thôi. Cơ thể có thời gian phục hồi thì mới tăng cơ giảm mỡ tốt được. Thử luôn mấy bài này nhé. Ok bài này.